Xin chào các bạn. Trước màn hình là những chiếc điện thoại tầm trung, có cấu hình tương đối, ở mục đích là nhu cầu giải trí và chơi những game nhẹ nhẹ cũng như là nghe gọi chat video rất tốt. Đó là những chiếc điện thoại như là Samsung J7 Dream, J7 Pro hoặc là Samsung Y3. Và nếu điều đặc biệt là hôm nay mình sẽ bán những chiếc điện thoại này với giá gốc cho mọi người cùng sử dụng nhé. Và nếu mọi người subscribe cái kênh YouTube của cửa hàng á thì sẽ được tặng một cục sạc dự phòng dung lượng là 5600. Khi mà mua điện thoại là sẽ được tặng thêm cục sạc dự phòng nhé. Với điều kiện là mọi người phải subscribe cái kênh YouTube của cửa hàng nhé. Thì đây mình xin giới thiệu, đây là cái chiếc Samsung J7 Dream, có cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 16GB. Máy thì là máy bản sách tay Hàn Quốc, còn rất là đẹp ha. LG U cộng chính là logo của nhà mạng Hàn Quốc nhà bạn. Và đặc biệt nhà mạng Hàn Quốc là bản quốc tế á, chỉ gắn sim màu xài, không cần phải unlock như hàng Mỹ nha. Máy thì còn nguyên bản, zin xài rất là ngon ha các bạn ha. Với những chiếc điện thoại như thế này, giá mình đang bán là bình thường 2.4 triệu. Hôm nay mình sẽ sell xuống 1.8 triệu nha các bạn nha. Bán giá gốc cho mọi người, tặng kèm sạc dự phòng với điều kiện là subscribe kênh ha. Đây, 2.4 triệu đây mọi người ạ. Samsung J7 Dream mình sell chỉ còn 1.8 triệu thôi ha. Và đây là chiếc Samsung Y3, có màn hình rất là to, cũng là 2.4 triệu, mình cũng sell còn 1.8 triệu cho mọi người luôn nhé. Mà rất là đẹp. Đây là những chiếc điện thoại phù hợp cho những người lớn tuổi với những nhu cầu cấu hình không quá cao mà màn hình lại to. Còn nếu mình có nhu cầu xài hai sim thì mình sẽ chọn con Samsung J7 Pro có camera rất là đẹp ha các bạn ha. Đây là hàng chính hãng Samsung Việt Nam, được hỗ trợ hai sim. Thì cái con này mình đang bán giá bình thường là 2.7 triệu, hôm nay mình sale còn 2.2 triệu cho mọi người nha. Và đặc biệt là tặng kèm sạc dự phòng với điều kiện là subscribe kênh nha các bạn nha. Subscribe kênh để nhận ngay sạc dự phòng khi mua điện thoại. Đây cũng là Samsung J7 Pro 2.7 triệu ha, mình chỉ sale còn 2.2 triệu cho mọi người thôi nha. Máy đều zin rất là đẹp. Ai có nhu cầu gì hãy inbox ngay cho mình nha.